Vâng, mời các bạn đến với chương trình chỉnh sửa tác phẩm. Giới thiệu với các bạn, đây là một cây ruối khai thác dáng trực. Và hôm nay thì cây cảnh thủ quản tiếp tục chỉnh sửa cắt răm cho cây ruối này để chuẩn bị đón cái lộc đầu xuân, hay nói một cách khác là để có thể có được một cái sản phẩm gọn gàng và đẹp nhất so với những gì vốn có của nó. Sau đây thì xin mời các bạn cùng tham gia buổi chỉnh sửa và các bạn cho những cái đánh giá nhận xét sau khi tác phẩm đã được chỉnh sửa xong. Vâng, thưa các bạn, đây là giờ phút mà tác phẩm đã được chỉnh sửa xong. Thì mời các bạn cùng theo dõi lại một lượt nữa toàn bộ cái quá trình đã làm đẹp cho cây và cũng là tổng thể của cây. Vâng, và cũng rất cần nhiều thời gian để hoàn thiện cho tác phẩm và
Cũng rất mong muốn được sự đánh giá đóng góp của các bạn giúp cho tác phẩm này được càng hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Một lần nữa, chân thành cảm ơn các bạn.